Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Suy niệm. Hôm nay, mùng 2 Tết, chúng ta hướng về tổ tiên ông bà, cha mẹ, thầy cô của chúng ta để tri ân báo hiếu các ngài. Vì ai trong chúng ta cũng có cội nguồn, được sinh ra từ cha, từ mẹ. Vì thế, tâm tình báo hiếu tổ tiên được coi là đạo lý tự nhiên của loài người ở mọi nơi, mọi thời. Ngày hôm nay cũng có những người con cũng gần giống như những người Pha-ri-siêu và kinh sư, hời hợt trong việc hiếu thảo với cha mẹ. Nhiều người con nghĩ rằng cứ cung cấp cho cha mẹ tiền bạc, vật chất là xong nhiệm vụ, mà không về thăm nom hay hỏi han cha mẹ ra sao. Thảo kính không chỉ là cung cấp tiền của cải vật chất, mà còn là sống mối tương quan gần gũi, thăm hỏi, hiện diện gần bên, chăm sóc, an ủi, đỡ đần, nghe lời cha mẹ dạy bảo nữa. Khi cha mẹ về già, trở thành người chân yếu tay run, mắt mờ, trí khôn thiếu minh mẫn, lẩm cẩm, bệnh tật nằm trên giường, làm cho nhiều người con thấy khó để cảm thông. Thảo kính vâng lời, nhưng hơn lúc nào hết, lúc này cần làm sao những đứa con thảo kính, báo hiếu công ơn trời bể của các ngài. Lắng nghe lời Chúa trong những ngày đầu năm này, ước mong từng người chúng ta một lần nữa ý thức hơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình trong một năm qua, để hết lòng tri ân và cảm tạ ngài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành ra chúng ta. Việc thảo kính này không chỉ là một ít lễ vật, một lời cầu chúc trong ngày đầu năm, nhưng cần thể hiện qua cách chúng ta nói năng, xưng hô với cha mẹ, qua việc chúng ta vâng lời, chăm nom, săn sóc cho cha mẹ khi còn sống, nhất là khi các ngài già yếu, bệnh tật, và cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời. Lạy Chúa, xin chúc lành cho ngày họp mặt của gia đình chúng con hôm nay. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết trân trọng giây phút sum vầy trong ngày đầu xuân, coi đó là hồng ân cha ban để sống trọn tình con thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ, và sống yêu thương huynh đệ với anh chị em trong gia đình của chúng con. Amen.